Xin chào các anh chị. Một ngày làm việc rất là dài. Hôm nay Hà Nội rất là lạnh và tôi đã quay một cái bộ video này liên tục suốt từ sáng đến bây giờ. Cũng gần tối rồi đấy ạ. Các anh chị không cảm thấy điều đấy thôi, nhưng vì tôi quay trong studio. Trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm website. Đó, và trả lời cho câu hỏi thứ hai là làm website để làm gì? Được không ạ? Vâng. Thế thì đầu tiên là câu hỏi thứ nhất là chúng ta có cần website hay không? Thì chúng ta làm marketing online, chúng ta bán hàng đa kênh thì website là một kênh. Và lời khuyên của tôi là nên, nên làm, nên có. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thực tế rằng là tùy vào cái điều kiện túi tiền của chúng ta có tiền hay không. Nhá, nên có không có nghĩa là sẽ phải có. Đấy, thì chúng ta liệu cơm gắp mắm. Thế thì khi chúng ta làm website thì chúng ta cần bao nhiêu tiền? Thì hiện nay website cũng rất là dễ làm, giá cũng rất là rẻ. Chỉ 1-2 triệu đồng cũng có thể làm được một cái. 5 triệu, 10 triệu có thể làm được cái. Nhưng mà với các cái bác nông dân, bà con nông dân thì nông trường, nông trại thì tôi nghĩ rằng là mình đầu tư một cái khoảng độ dao động khoảng độ 4-5 triệu đến khoảng 7-8 triệu đổ lại là đẹp. Cái con số 5 triệu là cái con số mình có thể tham khảo nhá. Hoặc là thấp hơn 3-4 triệu cũng được. Đấy. Thì mình làm để mình tham khảo, được chưa? Thứ hai là mình làm website thì làm như nào? Thì vì chúng ta là nông dân, chúng ta là những người nuôi trồng thủy hải sản, chúng ta là những người bán hàng online nông sản, thì chúng ta không chuyên về công nghệ, thì theo tôi là chúng ta nên thuê người làm. Chúng ta có thể thuê các công ty làm web, hoặc là chúng ta có thể làm các dịch vụ web có sẵn. Web có sẵn ví dụ như là Bitweb hay là Haravan hay là WordPress, đấy là những cái nền tảng web có sẵn mà chúng ta có thể làm rất là rẻ. Hoặc là chúng ta có thể thuê một công ty làm web, người ta làm cho mình như là Mắt Bão, Chili, hoặc là chúng ta cũng có thể nhờ một bạn lập trình viên bạn làm cho mình, hoặc là thuê công ty của thầy Phan Anh làm cho. Chúng tôi cũng có lập trình viên kỹ sư của Đại học Bách Khoa. Chuyên về lập trình web, có thể làm cho các anh chị và các bạn một cái web mà với giao diện đẹp, dựa trên nền tảng có sẵn WordPress, chi phí cũng rất là hợp lý, chỉ khoảng độ 4 đến 6 triệu đồng một cái web chúng ta làm cũng ok. Đấy, chúng ta có thể là có làm yêu cầu cao thì giá cao hoặc yêu cầu thấp thì giá thấp. Chúng ta đầu tư một cái web thì chúng ta cần những cái chi phí gì? Thì tôi sẽ liệt kê cho các anh chị các bạn để các anh chị hình dung này. Thứ nhất là cần phải mua tên miền. Tên miền là cái địa chỉ mình đánh vào ấy. Ví dụ như là pamarketing.vn hay là phananhonline.com, đấy cái tên miền. .com mình mua bây giờ nó khoảng 300, 350. Mua trên trang matbao.vn là có nhá. Hoặc là rất nhiều cái trang nó cung cấp dịch vụ hosting và domain thì mình vào mình mua. Cái giá này là giá công khai rồi. Rồi, thứ hai là mình cần phải mua hosting hay còn gọi là dịch vụ lưu trữ đám mây hay là server, đúng không? Thì thường là một cái web của chúng ta mà cũng lượt truy cập nó cũng vừa phải thì một năm chúng ta có thể mua mất 1-2 triệu. Cái con số này là tham khảo nhé. Theo nếu mà web của chúng ta hàng trăm ngàn lượt truy cập thì chúng ta có thể mua đến 5-7 triệu một năm cơ, 10 triệu cơ, đúng không? Khoảng 1-2 triệu là ok. Chúng ta phải trả hàng năm. Chúng ta cũng mất tiền thiết kế một cái trang web lần đầu. Chúng ta mua một cái thuê một cái trang web, chúng ta chọn giao diện. Thì chúng ta thiết kế ví dụ như WordPress hay Haravan hay là Chili vân vân thì nó dao động khoảng độ như tôi nói đấy 4-5 triệu bình quân một cái web như vậy, có thể cao hơn hoặc thấp hơn. Sau khi chúng ta có web xong thì chúng ta cần phải cập nhật hình ảnh, nội dung bài viết, video. Ví dụ như là mình nhìn một cái website nó có đúng không ạ, menu như thế nào, rồi liên hệ khách hàng ra sao, sản phẩm trang trại của mình có xoài, có ổi, có mận, có roi vân vân, có những cái gì mình đưa hết lên. Mình phải chụp ảnh sản phẩm sau mình đưa lên, xong mình viết bài, mình cách thức liên hệ mua bán, rồi thì số tài khoản vân vân, kiểu như thế. Thế thì làm một cái trang web thì cái quy trình nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, mình có thể thuê khoán cho một bên, nhưng mà hãy chọn những bên có uy tín để sau này mình chỉnh sửa cập nhật website thì mình cũng sẽ tìm được họ. Bởi vì nếu mà các bạn thuê những cái cá nhân đấy thì sau này tìm họ rất là khó, vì họ có thể là bỏ cái nghề này rồi. Cái nghề làm web thì nó cũng không được kiếm được mấy đâu, người ta bỏ cái nghề này rất là nhiều đấy. Cái chi phí thì tổng chi phí các bạn đầu tư khoảng tầm 5-7 triệu như tôi nói.
hoặc là 3-4 triệu tùy vào cái khả năng của mình. Thế xong khi có web rồi thì phải cập nhật nhá, cập nhật hình ảnh, bài viết, thông điệp, tất cả mọi thứ bằng cách là xem những cái thằng khác, ví dụ như là những cái trang ABC, XYZ đối thủ của mình họ làm nào, mình bắt chước tham khảo cái cách người ta làm. Phải có thông tin người bán, cách thức mua hàng, cách thức đổi trả rồi vân vân. Đấy. Thế rồi thì lập web rồi thì cũng giống như mình mở cửa hàng ấy, là có thể không có khách, chuyện đấy rất là bình thường. Vì vậy là chúng ta cần phải có lượt truy cập bằng cách là chúng ta phải viết bài, viết bài, viết bài. Chúng ta phải gắn video trên YouTube vào, chúng ta phải gắn hình ảnh vào, chúng ta phải làm SEO cho nó, đúng không? Thì phải có truy cập. Ví dụ như là bây giờ tôi bán lợn rừng thì tôi có thể là mua một cái tên miền là lợn rừng hữu cơ phananh.com. Sau đó tôi làm, tôi đưa hình ảnh video, đưa hình ảnh con lợn, hình ảnh miếng thịt, tôi viết bài lợn rừng như thế này, lợn rừng như thế khác, cách thức mua. Thế là người ta tìm lợn rừng, người ta tìm ra tôi và tôi có đơn hàng. Đấy là cách chúng ta sẽ làm. Và bắt buộc chúng ta phải viết. Thế còn chúng ta không viết, chúng ta lại thuê. Thì thuê thì đôi khi người ta viết không đúng ý, hoặc là có thể là cái chất lượng hình ảnh, cái chất lượng video rồi bài viết nó không đúng ý, thì các bạn cũng hết sức lưu ý. Và chúng ta làm nông dân hay chúng ta bán hàng nông sản thì chúng ta hiểu về cái sản phẩm đó. Chúng ta hiểu tường tận con lợn này nó ăn như thế nào, nó lớn như thế nào, chất lượng nó sao, ngọt như thế nào, thơm như thế nào. Chúng ta mô tả, chúng ta nói, chúng ta quay, chúng ta viết. Mộc mạc thôi, không cần phải hoa mỹ gì cả, nghĩ gì viết thế theo đúng logic. Tôi sẽ đưa cho các bạn cái cách, cái quy trình công thức để các bạn viết, các bạn làm và đăng lên web, đồng thời đăng lên Facebook, đồng thời đăng lên Zalo. Mình cùng làm một lúc, mình đưa trên nhiều công cụ. Đấy. Thế thì làm web có cần hay không thì câu trả lời là nên. Làm hết bao tiền thì khoảng độ 5-7 triệu, 3-4 triệu là cái mức thấp nhất rồi. Làm web có bán được hàng hay không? Bán được, với điều kiện là phải viết bài liên tục, viết bài chuẩn SEO để cái từ khóa người ta tìm lợn rừng hay hoa hay quả hay hạt điều hay măng khô hay là miến hay là răm, miến răm gì đấy cũng được. Đấy. Còn Facebook hay là Zalo hay rất nhiều công cụ khác thì có một series những cái bài chia sẻ khác, những cái bài đào tạo khác hướng dẫn cho các anh chị các bạn. Được chưa? Có phải chạy quảng cáo Google Ads để tìm kiếm vào web không? Có. Thế làm SEO là làm gì? Làm Google Ads làm gì? Thì lại có những cái video hướng dẫn thêm. Được chưa? Rồi. Thì ví dụ như các bạn có thể vào cái trang web của tôi là pamarketing.vn, thì tôi viết rất là nhiều bài viết về đào tạo, về bán hàng, về marketing. Thế thì những người người ta tìm thấy tôi và đấy chính là khách hàng của tôi. Hay là tôi sẽ tìm thử ví dụ như là một cái trang về nông sản như thế này. Ví dụ như là tôi định mua thịt lợn rừng đi. Thịt lợn rừng, enter. Đấy. Thì nó sẽ ra một số cái trang đặc sản này, nó sẽ cung cấp thịt lợn rừng này, thịt lợn rừng giá rẻ này, vân vân. Thì đấy chính là cái cách người ta tìm. Thì sau đó mình có video trên YouTube, mình có bài trên web, mình chạy Google Ads. Đấy, các bạn nhìn thấy có chữ AD màu đen hiển thị ở trên Google, thì đấy chính là cái từ khóa mình sẽ chạy Google Ads, thì tôi sẽ hướng dẫn trong video khác. Còn những cái bài SEO này này, tin Tây Nguyên hay là Cúc Bát hay cái gì đấy, đấy là những cái bài SEO mà mình do mình viết bài Google nó tìm thấy, được không ạ? Hoặc là mình có thể tìm trên Facebook, mình có thể tìm trên Facebook cái từ khóa thịt lợn rừng, tìm từ khóa thịt lợn rừng trên Facebook, enter một cái thì nó có thể ra những cái fanpage này, mua bán lợn rừng này, thịt lợn rừng này, rồi thì lợn rừng hữu cơ của Phan Anh này, vân vân. Đấy, hay chợ mua bán lợn rừng này, vân vân, rất là nhiều. Thế thì những cái câu chuyện như vậy là mình phải đăng lên thì mới có, và mình phải tạo ra fanpage, mình phải đăng bài, viết bài, mình phải SEO tag, được chưa? Rồi, thế thì tôi xin phép kết thúc cái video bài học này, trả lời cho câu hỏi là làm web thì làm thế nào, và tôi không hướng dẫn mọi người cách làm, bởi vì là tôi muốn mọi người đi thuê, bởi vì mọi người là nhà nông. Các anh chị là những người bán hàng nông sản, để mà học làm web được mất mấy tháng thì thôi, bỏ ra 3 triệu, 5 triệu làm cho nhanh. Thuê nền tảng WordPress hoặc là Chili, Harava, những cái nền tảng có sẵn, đẹp, chọn cái giao diện đồng màu, đồng sắc với cái thương hiệu nhận diện của mình, đưa các hình ảnh chụp đẹp lên, được chưa ạ? Dùng điện thoại di động chụp hoặc quay về sản phẩm, thuyết minh. Xong nó viết, nó đăng lên, viết bài, và viết mô tả kỹ cho tôi.
nhá. Các anh chị làm web tôi thấy rất là nhiều người lười viết, không mô tả kỹ. Ví dụ như cái hạt điều này trồng bao nhiêu cây điều bao nhiêu năm, giá trị dinh dưỡng như thế nào, tốt cho sức khỏe như thế nào, bà bầu như thế nào, đàn ông như nào, đàn bà như nào, trẻ con như thế nào, tại sao rẻ, vân vân. Chứ còn vào có mấy cái hình xong viết mấy câu là không bán được hàng đâu. Phải viết bài phải rất là tâm huyết, rất là chi tiết, rất là đam mê, vì mình là người bán hàng, mình muốn đem những cái sản phẩm tốt đến cho người tiêu dùng. Đúng không ạ? Sản phẩm tốt, sản phẩm đẹp, sản phẩm chất lượng, đấy là cái điều mà tôi muốn nói. Thầy Phan Anh luôn luôn nhắc các anh chị là gì? Bán gì thì bán, đừng bán lương tâm, bán sản phẩm nông sản là phải sạch, an toàn cho sức khỏe. Giá cả đắt rẻ không thành vấn đề, miễn là hợp lý nhá. Đấy, còn làm web đấy không biết làm thì gọi cho tôi, thuê tôi, bên công ty tôi sẽ làm cho. Chọn giao diện trên WordPress làm cái vài hôm là xong. Tất cả các khoản phí của làm web đều đã rất là minh bạch để các anh chị có thể tham khảo để đi thuê bên khác, thuê công ty khác hoặc là thuê bên người Văn Anh làm. Nên có nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.